Dạ, mến chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em nha. Thì hôm nay em sẽ review cho cô chú anh chị cùng xem cái món là món mì xào hải sản nha cô chú anh chị. Thì trước mặt cô chú anh chị đây là một dĩa mì xào siêu to khổng lồ nè cô chú anh chị. Thì em đến cái quán này nằm ở đường An Phú nha cô chú anh chị, An Phú tỉnh Bình Dương. Thì một dĩa mì xào rất là to luôn nè. Thì vô quán em chỉ thấy cái món mì xào cảm thấy là rất là ngon. Tại vì ở đây bán rất là nhiều món, nhưng hôm nay em chọn ăn món mì xào hải sản để review cho cô chú anh chị cùng xem. Thì cái dĩa mì xào hải sản này á là chỉ 35k thôi nha cô chú anh chị, 35.000 đồng. Thì trong cái món mì xào này thì có là hai con tôm và bạch tuộc với chả cá viên đó cô chú anh chị. Chỉ có bấy nhiêu thôi đó. Được mấy cọng que của bạch tuộc với xào chung với rau cải thìa, với loại cải bắp nữa nè cô chú anh chị đó. Thì hôm nay em review rất là nhiều món rồi, thì hôm nay sẽ đổi gió bằng cái món mì xào hải sản. Cũng rất là thèm cái món này và phát hiện cái quán này bán, thì vô em ghé vào đây ăn thử để xem có ngon hay không, để giới thiệu đến cô chú anh chị gần xa xem. Thì đang ăn mà trời rất là nóng cô chú anh chị ơi, ăn cái toát mồ hôi luôn nè cô chú anh chị. Cái dĩa mì xào này cũng rất là to nè cô chú anh chị, mà 35k nha. Em thấy cũng khá là mắc chứ không có rẻ. Khá là mắc không có rẻ. 35k khá là mắc, nhưng mà ăn cũng được cho cô chú anh chị. Đó, lâu lâu thì ra cái quán này ăn để review cho cô chú anh chị cùng xem. Kênh YouTube của em thì kênh mới. Cô chú anh chị nào xem được kênh của em thì cho em xin một đăng ký kênh, một like và hãy để lại comment phía dưới để ủng hộ cho em có tinh thần để em tìm tòi học hỏi và để tìm những cái quán ngon để ăn và review cho cô chú anh chị cùng xem. Thì mì xào thì rất là mềm, ăn thì vừa ăn đó cô chú anh chị à. Tại hồi xóm em cũng có xịt một ít thuốc tương vô ăn cho nó vừa ăn. Thì đối với em một dĩa mì xào này em ăn thì rất là thoải mái cô chú anh chị, ăn bao no luôn nha. Ăn kèm thêm với ớt nữa thì nó vừa cay vừa ngon, hương vị nó cũng đậm đà cô chú anh chị à. Đó, mang cô chú anh chị cũng thấy rồi. Thì ăn em xịt thêm một ít tương ớt vô ăn cho nó đậm đà hơn nữa. Đó cô chú anh chị thấy không, rất là ngon luôn nè. Cô chú anh chị gần xa ở khúc này có rảnh thì có thể là ra đây quán này ăn thử nha, để trải nghiệm, hoặc là mình có thể xào tại nhà mình ăn cũng được nha cô chú anh chị. Đối với món mì xào hải sản này cũng rất là đơn giản cô chú anh chị, mình cũng có thể tự làm tại nhà cũng được nha. Thì rất là đơn giản luôn, dễ làm nữa. Chủ yếu là những cái gia vị kèm theo như là bạch tuộc, tôm, chả cá và rau luộc xào chung nè, cũng khá là đơn giản, không có cầu kỳ như những cái món khác. Theo em ăn cái món này thì cảm thấy rất là ngon cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nhìn thấy rất là hấp dẫn không? Cô chú anh chị gần xa mà muốn nấu cái món này ăn cũng rất là dễ cô chú anh chị. Gia vị cũng khá là ít, không có nhiều, nhưng mà được cái là nó đậm đà nha cô chú anh chị. Mì xào hải sản
chiêu. Sớm giờ em ăn cũng gần hết một dĩa mì xào hải sản siêu to rồi cô chú anh chị ơi. Đó, ăn là bao no luôn nha. Một dĩa này 35k cực rẻ mà ăn bao no luôn nè. Thì chủ quán cũng có kèm thêm cho mình là một chén canh nữa cô chú anh chị, để mình ăn tráng miệng. Đó là một chén canh rau má nha. Để em sẽ ăn chén canh rau má cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó, đây là một chén canh rau má cho mình ăn để tráng miệng nha. Thì cái chén canh này cũng khá là to nè, chỉ nấu bằng rau má với thịt bằm thôi cô chú anh chị ạ. Mình húp chén canh này chán miệng vô là cảm thấy là no luôn đó. Húp cái chén canh xong em cảm thấy là canh đây nấu rất là ngon cô chú anh chị, rất là vừa ăn luôn. Nấu rất là vừa ăn với em. Thì đối với cô chú anh chị thì sao em cũng không biết nữa. Thôi em cũng ăn sắp hết rồi, em cũng xin ngưng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã xem hết video của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.